cũ mà có vỏ nha anh em. Pin 6A Fusion này là nó bị chết mạch. Mà mạch của thằng Fusion này thì lại rất là khó thay, cho nên mình đã chuyển sang xài adapter. Đó, pin thì vỏ pin nó hơi bị nứt nhưng mà xài vẫn ngon lành hết. Cái này là xài do nó đổi lên cho nên nó bị nứt vỏ rồi. Đó, cho nên là giá học sinh cho anh em, chỉ lấy tiền sale trong đó thôi. Sale nó 3 Samsung 30 quy lực. Đó, cho nên tiền sale đắt. Còn cái máy này thì cũ nhưng mà rất là ngon, không chửi than. Bộ này là anh em xài công trình ngon lành này. Giá thì mình sẽ bán rẻ cho anh em luôn. Đó, thân máy này bình thường mới là cũng phải nằm tầm 3 triệu rồi. Thì con này cũ để cho anh em là cả máy cả pin. Còn sạc, anh em sạc adapter 18V thì anh em kiếm ngoài rất là nhiều. Anh em mua sạc 2A, adapter 2A về sạc. Đó, còn bộ này mình để cho các bạn giá tốt về xài luôn. Đó, cái này pin 6A sạc, giá của nó để cho anh em là 3 triệu. Đó, 3 triệu bộ này thôi. Khẳng định là ngon. 3 triệu là bằng một con xe than của thằng Ryobi 18V. Xài than Ryobi 18V hiện tại nếu mà bộ như vậy là tầm 3 triệu rưỡi rồi. Mà cây này là không chửi than, máy ngon lành hết. Pin chức năng, pin còn ngon lành hết, pin cell của nó trong là cell Samsung 30Q. Đó, cell là cell xịn, pin mới nhưng mà do nó chết mạch. Đó, cho nên mình đóng lại adapter thì anh em vỏ pin nó hơi bể. Anh đây, vỏ pin bể này. Đó, bể một xíu à, do nó có còng kè kênh lên á, anh em về có thể là bắn keo chết lại luôn, bắn keo cái đường hở này chết lại luôn cũng được. Để mà xài. Đó, 3 triệu cho một cuộc tình. Rinh về làm công trình. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhá. Đó, còn ngày mai là ngày cuối cùng thì anh mốt Noel rồi. Mai anh em nào mua hàng thì tranh thủ nhá. Đó, tranh thủ tới xem mua hàng. Rồi, đây là một con. Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu tiếp là một con nữa là hàng Fusion. À gì, hàng Gen 3 nhá. Gen 3. Đây là con Gen 3 Milwaukee. Đó, tường tận cho anh em xem. Rồi, lấy đầy đủ luôn. Rồi, đây là con Gen 3 Milwaukee. Con này là đảm bảo ngon hơn cả thằng AEG hiện tại. AEG 2804 rất là nhỏ gọn nhá, ngắn gọn này. Gen 3 nó làm bắt đầu ngắn gọn lại. Đó. Pin 5A này. Có kẹp mũi này, móc treo này. Máy rất là ngon, rất là khỏe. Con này anh em cũng xài công trình luôn. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua con này lẻ. Đó. Máy pin sạc, sạc 100V đến 240V này. Sạc này 100V này đến 240V này. 90W này, 3A này. Đó, sạc vừa sạc 12V mà sạc 12V thì lỗ này. 18V kẹp lỗ này. Đó, sạc này sạc 220 dành cho anh em đi công trình luôn, tiện lợi luôn. Đó, máy pin sạc, anh em nào có nhu cầu liên hệ em. Giá của nó, máy pin sạc này để cho anh em là 5 triệu nhá. 5 triệu máy pin sạc, thân máy 3 triệu. Pin triệu sạc, đó, máy pin sạc. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nhá. Nói chung là còn nhiều hàng để đăng lắm nhưng mà không có thời gian nhiều. Tại cứ lất nhất. Cho nên anh em cứ có nhu cầu thì liên hệ em. Đây còn một con đặt con bu lông, mình bu lông đều quát mà nó về cho con xe than 885 của thằng đều quát cũ 885 còn 90%. Máy thì ngon lành á, xe than ngon lành, than ngoài dễ thay, máy thì khỏe. Đây là con xe than hơi bị khỏe luôn á.
tính ra cái đầu nó rất ngon, ngon hơn cái đầu của thằng không than nữa. Cái đầu này không bị rơi như cái thằng không than, nó lại hay cái chỗ đó. Đó, đây còn một con này nữa, thì máy pin sạc. Con này máy pin sạc để cho anh em là đây, máy pin 2A này luôn sạc. Để cho anh em giá sạc 1 triệu máy. Rồi, 3 triệu rưỡi nha. Con này để cho anh em 3 triệu rưỡi là có máy pin sạc. Còn anh em nào không lấy sạc thì để cho anh em 2 triệu 8 thôi. 3 triệu rưỡi. Còn anh em nào không lấy sạc để cho 2 triệu 8. Rồi, giới thiệu 3 con chơi chơi. Rồi, tiếp theo là con này. Hàng nào? Mấy hàng nghịch nghịch chơi này. Con này thì DDF 453. Đó. Con này thì vòng tua chậm để anh em quan sát chủ yếu thôi. Quan sát bắt vít nhẹ. Pin này là pin zin này, xeo Samsung trong này, 3A. Nhưng mà pin cũ cũng bị hư mạch luôn, mình cũng làm lại adapter. Hiện tại tình trạng pin là đang còn hết pin, chưa sạc. Đó. Cây này anh em lấy máy pin để cho anh em 1 triệu 3. 1 triệu 3 máy pin về lấy sạc adapter bỏ vào xài. Xong. Đó là Magita. Đó. Hàng lặt vặt mình bán chơi cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhé. Hôm nay quay anh em xem mấy con chơi chơi đó. Còn anh em nào muốn mua hàng chuẩn, hàng thùng thì có hết, hàng cũ có luôn. Rồi, số điện thoại của em là 0931172897. Địa chỉ là 854-43 Thống Nhất, phường 15 Gò Vấp. Rồi, cảm ơn anh em xem video nhé.